Sự ấm lên của khu vực trái phiếu bất động sản thể hiện rõ rệt khi có tới 23.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản phát hành trong tháng vừa qua, sau gần nửa năm hầu như không có giao dịch. Trong khi tâm lý bên mua ở phía cá nhân còn yếu, các người mua là tổ chức đã mạnh dạn tham gia khi thấy nhiều nút thắt pháp lý được chính phủ mạnh tay hỗ trợ tháo gỡ. Đối với các hoạt động của các doanh nghiệp thì cơ bản là họ đã nhìn thấy cái ánh sáng ở con đường rồi, thay vì tắc nghẽn từ trước nay về mặt pháp lý. Trước đây thì có thể là các tổ chức chỉ quan tâm đến quỹ đất, rằng xem doanh nghiệp này nhiều quỹ đất hay không, nhưng xảy ra những cái đợt vừa rồi thì tôi nghĩ là giai đoạn này thì các tổ chức người ta đã quyết định là mua trái phiếu thì người ta quan tâm vấn đề pháp lý đầu tiên, và thứ hai là xem cái lộ trình phát triển cái kinh doanh của chủ tư đó như nào, cả căn cứ vào cả cái lộ trình ra hàng thì để họ đón được cái nhịp và có cái cơ sở để khẳng định rằng là cái trái phiếu họ đầu tư vào là có cơ sở an toàn và đem lại cái lợi nhuận cho họ. Theo các chuyên gia, đây là thời điểm vàng để Việt Nam chuẩn hóa, nâng cao vai trò của các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư trái phiếu để hướng tới phát triển một thị trường tài chính toàn diện hơn. Không chỉ là việc tạo thanh khoản cho thị trường, nhà đầu tư tổ chức cũng có năng lực xử lý các biến động tốt hơn. Ví dụ tại Mỹ, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed muốn mua trái phiếu hỗ trợ doanh nghiệp, cũng cần sự tham gia của định chế tài chính như BlackRock để thẩm định và mua. Hay khi hệ thống ngân hàng Mỹ gặp vấn đề, Fed cũng giao lại các khoản bảo hiểm tiền gửi để chính BlackRock kinh doanh xử lý. Việc doanh nghiệp cần được niêm yết, các quỹ đầu tư phát hành các chứng chỉ trái phiếu thì nhà đầu tư tham gia mua cái chứng chỉ đó thì cái chứng chỉ đấy được niêm yết trên sàn, và sau đó thì các nhà đầu tư cá nhân thì mua bán chứng chỉ trái phiếu đó giống như cái hoạt động mua bán chứng khoán của chúng ta, có được đảm bảo thanh toán và nó tạo ra thanh khoản cho thị trường thứ cấp. Còn đối với hoạt động sơ cấp thì vẫn cần các tổ chức tham gia mua bán và thẩm định. Hình thành một thị trường giao dịch trái phiếu thứ cấp là trả lại bản chất đúng nghĩa cho thị trường trái phiếu tại Việt Nam. Thuận mua, vừa bán, có lãi và cũng có thể lỗ. Thay vì tạo cảm giác đây là một thị trường gửi tiết kiệm lãi suất cao, như nhiều tổ chức trung gian, môi giới đã thông tin tới những trái chủ thời gian qua.